Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là chương trình thời sự tối thứ sáu ngày 24 tháng 4. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Thừa Thiên Huế phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn trong tháng 6 năm 2020. Nhu cầu đi lại tăng đột biến sau khoảng thời gian giãn cách xã hội có thể khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh xuất hiện trở lại. Chính vì vậy, các đơn vị vận tải liên tỉnh và taxi, những loại hình được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 23 tháng 4, cần tuân thủ nghiêm các hướng dẫn về phòng dịch của các cơ quan chức năng. Người dân Quảng Điền trong lúc kiểm tra tàu thuyền, ngư lưới cù đã phát hiện một con cá heo trôi dạt vào bờ. Đây là hiện tượng hiếm thấy ở vùng biển này. Tin chi tiết, sáng nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 7 nhằm sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2020, thực hiện quy trình bổ sung ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà. Báo cáo của Đảng ủy khối cho biết, trong quý 1 năm 2020, ngoài tập trung lãnh chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng ủy khối còn chỉ đạo tổ đại hội các tổ chức cơ sở đảng, chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, kết nạp 31 quân chúng ưu tú vào đảng, sẽ chuyển đảng chính thức cho 57 đảng viên. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận cho ý kiến tờ trình về phương án nhân sự, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo đại hội cơ sở, chủ trọng đến công tác nhân sự, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý 2 và cả năm 2020. Thừa Thiên Huế mới tiếp nhận 30 công dân trở về từ Lào sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách ly 6.380 công dân trước đó. Thông tin được đưa ra tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức vào sáng nay 24 tháng 4. Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, bà con nhân dân, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả tốt. Trong đó nổi lên, điều động 2.500 lượt cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng đoàn viên thanh niên làm tổ công tác chuẩn bị vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, đóng mới, dồn dịch gần 7.000 giường, khoảng 6.500 suất quân tư trang cá nhân, trang bị phương tiện dụng cụ y tế, tổ chức tiếp nhận cho trên 6.380 công dân, bố trí sắp xếp nơi ăn ở, sinh hoạt, thăm khám, làm tổ công tác tuyên truyền, vận động công dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước, các quy định quy chế của khu cách ly, các khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người công dân cùng chung tay phòng chống dịch. Nhờ vậy, đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế cho trên 6.380 công dân Việt Nam trở về từ các nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh mới tiếp nhận 30 công dân trở về từ nước bạn Lào. Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Theo dự báo, sẽ có hàng ngàn công dân từ các quốc gia có dịch trở về tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường, xác định tốt vai trò trách nhiệm, chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Trong tháng 6 năm 2020 sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn, đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương trong buổi đi kiểm tra tiến độ qua địa bàn của dự án trọng điểm quốc gia này. Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng của tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn qua địa bàn thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy lần này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá sự nỗ lực của chính quyền sở tại, ban phòng chức năng ở địa phương. Để xây dựng cao tốc Bắc Nam qua địa bàn đúng tiến độ, ông Nguyễn Văn Phương đề nghị các huyện thị xã phải ra soát lại tiến độ giải phóng mặt bằng, tích cực triển khai các khu tái định cư cho người dân, di dời dứt điểm các công trình hạ tầng kỹ thuật, các ban quản lý dự án khu vực, các địa phương đơn vị thi công các khu tái định cư cần phối kết hợp để có phương án tối ưu giúp người dân bị ảnh hưởng dự án sớm tái định cư ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhận mạnh, đây là một dự án trọng điểm quốc gia, do vậy công tác giải phóng mặt bằng các địa phương phải đặt lên hàng đầu. Với những khó khăn vướng mắc hiện tại, đề nghị các huyện thị xã phải khẩn trương vào cuộc thảo gỡ, chậm nhất giao mặt bằng sạch cho dự án vào tháng 6 đến. Nếu đơn vị địa phương nào trễ hẹn phải chịu trách nhiệm. Khi triển khai dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn Thừa Thiên Huế phải thu hồi diện tích khoảng 430 ha, di dời 798 lăng mộ, có 1.616 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 178 hộ dân phải di dời tái định cư. Để thực hiện di dời các hộ dân ảnh hưởng dự án, đã có 9 khu tái định cư ở các địa phương đã và đang hoàn thiện.
Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 23 tháng 4 đã bàn giao 45,5 trên 62,4 km, còn hơn 17 km chưa bàn giao. Trong đó, Phong Điền 1 km, thị xã Hương Thủy 4,4 km, thị xã Hương Trà 12,2 km. Nguyên nhân vướng cũng có nhiều lý do, điển hình như ở thị xã Hương Trà do vướng lăng mộ vô chủ, công tác tái định cư, một số hộ chưa nhận tiền bồi thường. Thời điểm này tại nhiều địa phương, học sinh các cấp đã quay trở lại trường học. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu đi học trở lại vào ngày 27 tháng 4. Học sinh tiểu học và mầm non sẽ đi học trở lại vào ngày 4 tháng 5 tới đây. Theo đó, các trường học phối hợp với trạm y tế địa phương thực hiện vệ sinh trường học, tiêu độc khử trùng vào ngày 25 và 26 tháng 4 đối với khối trung học cơ sở, ngày 2 và ngày 3 tháng 5 đối với khối tiểu học mầm non, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trước khi tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Các trường tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh bằng nhiều hình thức, tiếp tục thực hiện mô hình xếp hàng đón con. Các trường tạm thời không tổ chức bán trú cho học sinh tiểu học và mầm non. Học sinh tiểu học chỉ học một buổi một ngày, bố trí nhân viên y tế tăng cường kiểm tra giám sát khi học sinh có dấu hiệu ho, sốt. Nhu cầu đi lại tăng đột biến sau khoảng thời gian giãn cách xã hội có thể khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh xuất hiện trở lại. Chính vì vậy, trong thời điểm này, đơn vị vận tải và điều phối vận tải cần tuân thủ nghiêm các hướng dẫn về phòng dịch của các cơ quan chức năng. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên thời sự về tình hình của các đơn vị vận tải liên tỉnh và taxi, những đơn vị được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 23 tháng 4. Tại bến xe phía Nam, một ngày sau khi được hoạt động trở lại, các xe đường dài liên tỉnh đã bắt đầu đón khách. Thời gian này, lượng khách chưa nhiều, các nhà xe cũng chỉ mới hoạt động khoảng 50% lượng xe. Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc phòng dịch, yêu cầu khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và bố trí chỗ ngồi giãn cách, chỉ nhận lượng khách 50% so với số ghế trên xe. Chúng tôi là những khách đầu tiên từ Huế vào Sài Gòn. Khi vào nhà xe thì vé vẫn đầy đủ, nghiêm chỉnh. Và khi bước lên xe thì tài xế và phụ xe cũng là gọn gàng, sạch sẽ. Rửa tay chân và bịt khẩu trang. Thì vào địa điểm thì các tài xế sắp xếp nơi ở, nơi nằm, rồi địa điểm nước non cũng gọn gàng sạch sẽ. Anh em tài xế phụ xe là có làm theo chỉ thị của Sở Thông vận tải là đeo khẩu trang khử khuẩn là suốt cả tiếng đi. Rồi còn riêng hành khách trước khi mà đón khách lên là có đo thân nhiệt và sát khuẩn và cấp khẩu trang cho khách, rồi sắp xếp khách nằm theo mỗi vị trí của bên Sở Giao thông ban ra. Dạ em thấy họ vẫn bắt đầu khách vẫn bắt đầu đi ổn định đôi chị ạ. Dạ Huế Sài Gòn với Huế Đà Lạt, Huế Bảo Lộc là nhiều. Taxi cũng là một trong những phương tiện nằm trong danh mục được hoạt động trở lại và các hãng cũng đã kịp thời phổ biến về quy định phòng dịch của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Sở Giao thông vận tải để với tài xế để thực hiện tốt trong quá trình đón khách. Xe sau khi trả khách sẽ được vệ sinh khử khuẩn rồi mới bắt đầu hành trình mới. Đối với khách hàng và lái xe đến giao dịch làm việc thì chúng tôi cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và của Sở Giao thông Vận tải. Đối với phòng điều hành là đơn là cái phòng trực tiếp nhận khách qua cả kênh thì phòng điều hành cũng phải của chúng tôi phải nắm được cái số lượng khách đi để đề nghị với khách hàng là thực hiện nghiêm cái chỉ đạo là các công văn của sở ban ngành là yêu cầu khuyến cáo khách hàng đi đúng số lượng cho phép. Trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 23 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã nhấn mạnh, hiện Việt Nam vẫn chưa công bố hệ dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn còn hiện hữu, có thể bùng phát mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện nay là không được chủ quan lơ là, dù quyết sách đưa ra như thế nào thì người dân cũng phải có ý thức để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho cộng đồng. Vận tải hành khách hoạt động trở lại là một trong những mối nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của các nhà xe, mỗi khách hàng cũng phải luôn ý thức tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ cộng đồng. Khi phát hiện các dấu hiệu sai phạm trong công tác phòng dịch, khách hàng có thể phản ánh ngay lên hệ thống Huế S để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Cùng với vận tải đường bộ, các loại hình vận chuyển khác cũng đã và đang được nối lại. Ngày hôm nay, Vietnam Airlines triển khai chương trình bay đồng giá 99.000 đồng một chiều, đã bao gồm thuế và phí là 579.000 đồng một chiều cho tất cả các hành trình nội địa. Chương trình chỉ áp dụng cho hình thức mua vé trực tuyến kể từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2020.
Từ đêm qua thì ngành đường sắt đã bắt đầu chạy đôi tàu khách thống nhất là SE1, SE2 trên tuyến Bắc Nam. Tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 22 giờ 15 phút. Chiều ngược lại, tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 21 giờ 55 phút. Các chuyến tàu này gần như kín chỗ sau khi các tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội. Tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng tần suất khai thác tàu khách lên 3 đôi tàu một ngày, gồm các tàu SE12, SE34 và SE56. Các đoàn tàu này trước mắt chỉ dừng ở các ga lớn gồm Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và ngược lại. Với tàu địa phương, dù được khai thác mỗi tuyến một đôi tàu một ngày, nhưng trước mắt đường sắt chỉ nối lại tuyến Hà Nội Vinh và tuyến Hà Nội Hải Phòng. Hành khách mua vé tàu tuyến Hà Nội Vinh sẽ được giảm giá từ 10 đến 30%. Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, xu hướng làm việc từ xa tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn thông tin. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia đã triển khai hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin và một loạt giải pháp kỹ thuật hỗ trợ cơ quan tổ chức tại địa chỉ khongganmang.vn. Hiện tại, hệ thống của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia đã cung cấp một số tài liệu và công cụ cần thiết, cũng như đưa ra một loạt các giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân tránh các nguy cơ lộ lọt dữ liệu, thông tin đăng nhập từ xa nhằm vào mạng của tổ chức và lừa đảo trong thời gian này, như công cụ kiểm tra địa chỉ IP, công cụ kiểm tra trang web lừa đảo, công cụ kiểm tra khả năng phòng chống tấn công giả mạo email, công cụ kiểm tra lộ lọt thông tin cá nhân. Cả công cụ hỗ trợ tiếp theo sẽ được trung tâm NCSC tiếp tục triển khai và cập nhật liên tục trên hệ thống. Không gian mạng.vn chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22 tháng 4. Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ứng dụng khai báo y tế tự nguyện nCoV đã cập nhật phiên bản mới nhất và bổ sung tính năng đăng ký điểm kiểm soát trên thiết bị di động. Đây là tính năng cho phép người quản lý tạo các tài khoản người kiểm soát để thực hiện quét mã QR trên ứng dụng nhằm kiểm soát và phân loại tình trạng của người dân di chuyển ra vào qua các điểm cách ly, điểm kiểm soát như bệnh viện, trường học, công ty, thậm chí cả một tỉnh. Theo đó, thay vì phải truy cập vào trang thông tin điện tử, giờ đây checker ở các điểm kiểm dịch có thể trực tiếp đăng ký điểm kiểm dịch của mình qua ứng dụng nCoV trên thiết bị di động một cách nhanh chóng dễ dàng. Với tính năng mới được bổ sung, những nơi nào có tiếp xúc thì đều có thể tạo thành các điểm kiểm dịch để quản lý, theo dõi thông tin. Thưa quý vị, ngay sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhiều nhà hàng đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân. Nhận định đây là thời điểm có nguy cơ về mất an toàn giao thông do sử dụng rượu bia, tối ngày 23 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Huế đã tổ chức ra quân tại các tuyến đường trọng điểm. Ngay trong đêm ra quân đầu tiên, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế đã xử lý hàng chục trường hợp điều khiển phương tiện mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó có không ít trường hợp sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện chạy lạng lách đánh võng, vượt tín hiệu đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường. Để góp phần giảm thiểu tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới, nhất là sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang được đẩy lùi, ngăn chặn, cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân đang dần ổn định trở lại, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế tiếp tục tăng cường lập lại kỷ cương trên lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự xã hội, đặc biệt là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong thời gian tới, đơn vị chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, lạng lách đánh võng và các thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế độ nẹt bô chạy thân đoàn gây mất trật tự an toàn giao thông thành phố nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Được biết, trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Huế được giữ vững, tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt, số vụ, số người chết và bị thương. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2020, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế đã xử lý 147 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 73 phương tiện gồm 1 ô tô và 72 mô tô, xử phạt gần 280 triệu đồng. Ngày 23 tháng 4, ngay sau thời điểm nới lỏng lần giãn cách xã hội, công an thị xã Hương Trà đã tiến hành trục vớt xà lan bị chìm 2 tuần trước đó trong lúc khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Nổi thuộc tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân. Địa điểm chiếc xà lan bị chìm chỉ cách bờ sông chưa đầy 5 mét. Công việc được tiến hành từ 8 giờ sáng với sự tham gia của khoảng 10 người. Đây là những người có kinh nghiệm trong việc cứu hộ chiếc xà lan bị chìm trên sông. Đến 16 giờ 10 phút thì chiếc xà lan này được làm cho nổi lên hoàn toàn.
Ngoài những phương tiện trang bị để hút cát thì chiếc xà lan này còn có một điểm nổi bật nữa là không hề có một ký hiệu hay số hiệu nào cả mà vẫn tồn tại lâu nay trên sông nước ở Thừa Thiên Huế. Được biết đây cũng chính là chiếc xà lan bị lực lượng công an Hương Xuân bắt giữ vào tối ngày 9 tháng 3 năm 2020 và đã bị Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép cách đây 3 tuần. Sau khi hoàn thành việc trục vớt, chiếc xà lan này được chính chiếc xà lan trục vớt lai dắt đến chân cầu Tử Phú thuộc địa bàn phường Tử Hà, thị xã Hương Trà để điều tra xử lý theo pháp luật. Vào lúc 6 giờ sáng nay, một ngư dân xã Quảng Ngang, huyện Quảng Điền trong lúc kiểm tra tàu thuyền, ngư lưới cụ đã phát hiện một chủ cá heo trôi dạt vào bờ. Đây là hiện tượng hiếm thấy ở vùng biển này. Sau đó, con cá heo này tiếp tục trôi dạt về bờ biển thôn Cương Giáng. Bà con ngư dân thôn Cương Giáng, xã Quảng Công đã báo cáo với chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, con cá heo có chiều dài 3,7 mét, cân nặng hơn 3 tạ, sức khỏe còn tốt, nhưng do biển động sóng lớn, cá bị mắc cạn, không tự bơi ra biển được. Chính quyền địa phương đã hướng dẫn bà con ngư dân hỗ trợ đưa cá ra biển. Sau một thời gian trợ giúp của người dân, con cá heo đã được thả ra môi trường tự nhiên với biển cả. Theo người dân, việc cá heo bị mắc cạn là trường hợp hiếm thấy ở vùng biển này. Đây là lần đầu tiên ngư dân vùng biển phát hiện cá heo có trọng lượng trên 3 tạ trôi dạt vào bờ và được trả lại tự do để bảo tồn động vật biển thân thiện này. Các hoạt động hỗ trợ xã hội tiếp tục được tổ chức. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao quà hỗ trợ cho 30 hộ nghèo các phường nội thành của thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao tặng cho các hộ nghèo trong dự án di dời giải tỏa khu vực thượng thành thuộc kinh thành Huế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đây là số quà do các tổ chức doanh nghiệp, những nhà hảo tâm đóng góp thông qua kênh Mặt trận tỉnh để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, qua đó mong muốn hỗ trợ các hộ dân trong diện di dời đợt này sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn xã Trung Sơn, huyện A Lưới. Hưởng ứng phong trào chung tay góp sức cùng cộng đồng phòng chống đại dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vận động cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan chiến sĩ ủng hộ quyên góp tiền lương, phụ cấp mua 1,5 tấn gạo để trao tặng cho 100 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tặng gạo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới nhằm động viên hỗ trợ bà con vùng biên vượt qua khó khăn trong đợt dịch bệnh COVID-19. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Thượng tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, gia đình nghèo, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế cùng bà con làm giàu cho quê hương đất nước. Thông qua nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, sáng ngày 23 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tuy giá trị các phần quà không lớn, nhưng là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ gửi đến những người dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Sáng cùng ngày, tại phường Thủy Phương, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2020. Kết quả tiếp nhận được 109 đơn vị máu để bổ sung vào nguồn máu dự trữ, khắc phục tình trạng thiếu máu, nhất là trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, thị xã Hương Thủy đã tổ chức hai đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận tổng cộng 266 đơn vị máu. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.